Xin chào quý khán thính giả, tôi là Châu Đức Vinh, điều hợp chương trình Việt Face của chúng ta. Hôm nay trong mùa hè tháng 7 rồi, chúng ta cũng vẫn còn trong đại dịch coronavirus và đề tài về sức khỏe và đời sống vẫn là quan trọng, nhất là đối với các quý vị cao niên. Hôm nay chúng tôi có chương trình đặc biệt mời được bác sĩ Phạm Gia Cổn, nguyên là giảng sư trường đại học UCLA và cũng là sáng lập viên trưởng môn của thể dục khí công Hoàng Hạc. Ông cũng là một người đã tập luyện một võ sư trong Việt Nam, Thất Sơn, Thiếu Lâm Tự và Hapkido, Aikido là những môn võ ông tập, và chúng tôi rất hân hạnh để giới thiệu bác sĩ Phạm Gia Cổn. Xin kính chào bác sĩ. Vâng, thưa chào tiến sĩ Đỗ Vinh. Vâng. Lâu ngày không gặp nhau nhưng mà cũng thường trực gặp bác sĩ ở các sinh hoạt cộng đồng. Năm nay thì cũng sắp xỉ 3 tuần rồi. Và ông cũng đã về hưu, retire rồi, để dành thời gian để giúp lại quý đồng hương trong những việc tập luyện về thể dục và khí công. Xin ông có ít chia sẻ về đề tài này. Dạ vâng, xin kính chào quý vị. Việc đầu tiên thì xin phép quý vị, để cho tự nhiên trong câu chuyện thì cho phép chúng tôi gọi nhau như anh em. Dạ vâng. Chứ không có bác sĩ hay tiến sĩ thì nó câu chuyện trở thành nhạt nhẽo. Thế thì hôm nay tôi rất hân hạnh để được anh Đỗ Vinh mời lên đây để nói chuyện với quý vị về vấn đề sức khỏe, đặc biệt nhất là trong cái giai đoạn mà Covid-19 này. Đó thì tôi đợi đấy. Vâng. Anh muốn tôi nói gì tôi nói theo thôi. Vâng. Rất là chính xác, bởi vì trong cái lúc này nhiều quý vị cao niên chúng ta đang rất là ngại về vấn đề chế độ ăn uống, thể dục thể thao, sinh hoạt xã hội vân vân. Thì bác sĩ vẫn có duy trì một cái học đường hay một cái võ đường để các môn sinh tới tập thể dục, thì xin bác sĩ cho biết trong đó mình có những phương pháp gì tập về khí công, thể dục và cái chế độ tập luyện như thế nào để giữ gìn sức khỏe. Dạ vâng, thưa anh, thưa quý vị, bây giờ nói qua về vấn đề tập luyện cho sức khỏe thì nhân cái vụ mà Covid-19 này là bệnh dịch, Covid bệnh dịch về virus, thì sự thật ra mình phải nói sơ qua hiểu biết địch mình ở đâu rồi mình chống trả như thế nào. Thì cái bệnh dịch đó là một cái loại virus mà mình nói thật ra không có thuốc chữa. Thì mình chỉ có cái sức khỏe của mình để chống chế nó thôi. Và trên nguyên tắc thì người ta vẫn nói là ngừa bệnh thì hơn là chữa bệnh. Thế thì cho nên bây giờ chính quyền đã cho một cái lệnh là ở tại nhà, cách xa nhau để tránh bệnh. Đấy là một cách. Và mình phải làm sao cho mình có sức khỏe để mình chống trả nó. Thì bây giờ ngay cả cái việc ở tại nhà đó, nó cũng là một vấn đề lại tạo nên cái bệnh nữa. Nó là vấn đề về tâm thần. Thì có nhiều người bị trầm cảm vì cái chuyện đó. Thế thành ra mình phải tập luyện. Và tập luyện thế nào? Thì đương nhiên là mình có tập luyện khó hơn. Thì tôi có giới thiệu một cái môn tập là gọi là thể dục khí công Hoàng Hạc. Thì nó giúp cho cái tinh thần của mình được nó sảng khoái và sức khỏe của mình nó tốt để đề cao sức đề kháng. Tại vì theo tinh thần y học thì trường đại học Harvard với gì thì từ xưa đến nay chứ không phải mới đây, họ vẫn khuyên những người lớn tuổi nên, nói chung mọi người chứ không phải người lớn tuổi không, nên có sự vận động. Và nó họ khuyến là nên tập mấy cái lớp tập nhẹ nhàng. Thì một trong số những cái đó thì họ giới thiệu là nên, thứ nhất, tôi không nói thứ tự hơn thua nhưng mà tôi nhớ đến đâu tôi nói thôi. Thứ nhất là bơi lội. Thứ hai là đi bộ. Thứ ba là tập yoga. Thứ tư là tập Kegel exercise, là cái một lối tập do ông Dr. Kegel ông tìm ra. Và thứ năm là tập khí công. Thì trong đó họ quen biết với cái tài chi, họ giới thiệu tài chi. Thì đấy là những cái môn tập mà họ khuyến khích. Nhưng mà trong những môn tập nó tốt, nhưng mà nó có những cái giới hạn của nó. Nó không đáp ứng được tất cả cái đòi hỏi của con người. Cho nên thì tôi có một cái môn tập thể dục khí công Hoàng Hạc, là một môn tập tương đối, nó cũng áp dụng những cái tinh thần y học Đông và Tây. Và nó cũng nhẹ nhàng, nó đáp ứng được cái nhu cầu thứ nhất là vấn đề tinh thần được sảng khoái. Rồi thứ hai nữa, vấn đề mà cái bắp thịt mình được vận dụng. Thứ ba là vấn đề khí lực của mình. Đang người ta, mình người dân Á Đông mình hay nói chuyện khí lực. Thì nó tạo nên sức khỏe. Sức khỏe con người nó có ba phần: tinh thần, thể lực, khí lực và xã hội. Thì cái này nó đáp ứng được cái chuyện đó.
Thì trong những cái lối tập mà y khoa họ giới thiệu đó, họ khuyến cáo đó, thì từ những cái lối tập nhẹ nhàng như vậy thì trong cơ thể của mình nó tiết ra những cái hormone, những cái chemical, nó cứ gọi là những cái hormone mà giúp cho sự dẫn truyền thần kinh, là neurotransmitter. Và những cái chất đó nó tạo nên cái sơ cơ thể con người với sự sảng khoái, chẳng hạn như là dopamine, acephaline, rồi nội tiếng cái thứ endorphin, là một cái loại mà nó làm cho mình vui vẻ và đỡ đau, giống như morphine, nó gọi là endorphin. Và thêm một cái nữa là nó tiết ra một cái chất nữa là nitric oxide, nó làm cho cái mạch máu nó giãn nở và máu nó lưu thông tốt, thành ra nó carry được oxygen để nuôi dưỡng tất cả mọi cơ thể. Đấy là vấn đề tinh thần, cái sức khỏe. Và đương nhiên là cái thể chất mình khỏe theo rồi. Đó, đại khái nó là vấn đề như vậy. Thì đại khái thì tôi nói qua là y học cũng có giới thiệu như vậy. Giờ để mình tóm lược một vài điểm chính. Thứ nhất là bình thường. Không phải trong mùa đại dịch chúng ta cũng phải tập thể dục. Đúng vậy, đúng vậy. Và hơn nữa, những người cao niên thì có khi lâu ngày mình không có tập luyện đó, những cái cơ thể mình là chính nó sản xuất những cái neurotransmitter bác sĩ mới vừa nói đó, tức là phối hợp giữa đông y và tây y, là mình cần có những cái gọi là feel good chemical ngay trong cơ thể mình sản xuất, chứ không phải là thuốc men ở bên ngoài đưa vào. Thì rồi những cái mình tập luyện thời gian bao lâu, và mình thực tế là mình không phải đi vào gym, bơi lội hay yoga, phải cần có một người sư phụ hay là một người giúp mình mà tự mình đó tập là những cái giới hạn của những môn tập đó. Thành ra là cái ưu điểm của thể dục khí công hoàng hạc đó là mình có thể tự tập tại nhà, và mình cũng có thể tập chung với những người khác trong một cái trường hợp nào mà nó có những cái vấn đề xã hội trong đó nữa. Dạ đúng, thì anh nói ra mấy vấn đề, tôi tóm được cũng mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là không có tự tập. Vấn đề thứ hai là bây giờ mới tập. Thì cái chuyện là tập luyện là phải tập luyện đều đều từ lâu rồi, nhưng mà lỡ chưa tập thì bây giờ nên tập, đúng không? Thì trong y học thì mình vẫn thấy ngày xưa vẫn nói đến mình cái thứ ăn ngủ điều độ, ăn ngủ lành mạnh, giải trí lành mạnh và tập luyện thường xuyên. Đấy là những cái điều mình học từ thời tiểu học. Thành ra cái sự tập luyện mình tập từ lâu rồi. Nhưng mà lỡ mà mình chưa tập ấy, thì bây giờ mình tập đi, mà tập nhẹ nhàng. Chứ bây giờ mà nhảy vào gym mà tập đùng đùng lên chắc chắn là chịu không nổi rồi. Thành ra cái này nó có cái điểm đó. Và tự tập một mình thì đương nhiên nó buồn chán lắm, nhưng hoàn cảnh bắt buộc thì mình phải làm thôi. Và mình làm thì tôi quan niệm là không nở chiều ngang nở chiều dài, chứ còn cứ mình ngồi ì ra đấy đó thì cũng không tốt. Đó, thì nếu mà tập ở trong một đám đông vài ba người thôi thì mình nó vẫn cái khuyến khích nhau một cái sinh hoạt tập thể, đó là một cái sinh hoạt tốt. Nó làm y khoa chứng minh là làm giảm cái lão hóa, mà làm chậm cái tiến trình lão hóa và làm giảm cái tuổi già, nó gọi là cái lú lẫn của tuổi già nó bớt đi. Đó, thế rồi theo như đông y thì về tây y thì anh nói về cái vấn đề mấy neurotransmitter, mấy cái hormone nó tiết ra. Còn đông y thì quan niệm là khi mà mình tập luyện đó thì cái khí huyết nó lưu thông tốt thì tự nhiên người nó khỏe. Thì theo cái lý luận của đông y, âm dương hòa hợp rồi ngũ hành và những cái khí mạch nó lưu thông thì cái người mình nó khỏe. Đó, thì nó có câu là thông thì bất thống, mà khi thông thì không đau nhức. Đấy là cái y lý của đông y. Thành ra cái này mình phối hợp cả hai điều, mình muốn giải thích kiểu nào cũng được, nhưng giải thích không đủ, phải tập. Vâng, những cái điểm chính chúng tôi mới nhắc lại đây, thứ nhất là không bao giờ quá muộn, quá trễ quá muộn để bắt đầu. Never too late, thưa quý vị. Bắt đầu ngay từ bây giờ cũng tốt hơn là mình không làm gì cả. Thứ hai nữa, cũng đừng có đợi tới đi bệnh viện rồi thì vào bệnh viện thì đâu có tập luyện gì được nữa. Mình phải tập ngay từ lúc bây giờ, và không có cậy vào những cái thuốc men, những cái vật liệu ở bên ngoài đưa vào, mà cậy vào chính cái thân thể của mình, cái trí tuệ của mình, trí thể linh. Và trong đó là vấn đề buồn bã và trầm cảm rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta để tinh thần suy sụp, không dậy khỏi bề giường thì lấy đâu mà tập. Rồi khi tập rồi không có những cái sự gọi là khuyến khích của những người khác, cũng có khi là một cái sự thiếu sót. Thành ra chúng tôi sẽ cho số điện thoại và địa chỉ để quý vị có thể liên lạc với thể dục
khí công Hoàng Hải. Xin bác sĩ Kiệt nói. Tôi thêm cái điểm này, khi mà anh Vinh nói đó không có cậy vào thuốc men bên ngoài thì cái câu đó tôi thêm, mình đừng có quá tin tưởng vào những cái bên ngoài mà quên cái tập luyện đi. Chứ mình cần, mình phải ăn uống những đồ lành mạnh. Và nếu cần, bây giờ người ta khuyến cáo chẳng hạn như là mình uống thêm cái zinc đó thì nó giúp cho cơ thể để chống trả về virus, thí dụ như vậy. Rồi ăn uống những cái đồ tươi tốt, nhiều cây trái, thì cái điểm đó thành ra mình nên ăn uống những cái đồ ăn lành mạnh. Và nếu có thể thì theo dõi cái y tế, y khoa, tình hình y khoa, là mình có thể uống những thứ thuốc nó giúp cho cơ thể mình. Nhưng có một điểm là đừng có tin vào internet quá. Cứ theo internet rồi tùm lum lên, rồi cứ theo trong đó, rồi một hồi mình nổi cái điên cái đầu lên mà mình chết. Và có thể là mình uống tầm bậy. Nó đại khái như vậy. Đấy là tôi thêm bớt. Đúng rồi, bác sĩ có nói từ đầu giờ đó, tức là đây là những cái phương pháp phối hợp. Phối hợp. Không phải là mình từ chối hoàn toàn, là mình không dùng thuốc men, nhưng mà mình cậy vào cái thể lực trí. Cái đó là cái chính. Chính. Tuy nhiên, thực phẩm, những thuốc bổ, những thuốc men cần thiết thì quý vị vẫn sử dụng, nhưng mà cũng là cẩn thận về internet vì thông tin nó quá nhiều đi. Nhiều khi rối lên, nó bị stress thêm. Chút xíu thì chúng tôi nhờ nha kỹ thuật chiếu một vài đoạn clip để biết những cái tác động như thế nào, và để quý vị có thể xem và theo đó tập luyện. Bác sĩ thì riêng bác sĩ cá nhân, bác tập từ bao lâu rồi và hàng ngày bác tập như thế nào, thời gian và những cái động tác nào? Tôi thì sự thật ra là tôi tập võ từ bé. Thì cái lúc mà tập võ thì nó vất vả của cái người tập võ. Thế chẳng hạn như là tôi, thay vì là tôi ngồi tôi đọc bài, thì tôi để cái quyển sách đấy rồi tôi đứng tấn. Thì cái đại khái thì tôi tập rất là kỹ lưỡng về võ, các môn phái. Còn bây giờ thì cái thời gian cũng mười mấy năm nay, lớn tuổi rồi. Thì tôi có quen biết một số mấy anh bạn lớn tuổi đó, cứ thắc mắc về sức khỏe, cho nên tôi mới lưu tâm, tôi mới để ý, tôi mới làm ra cái này để đáp ứng lại cái nhu cầu cho chính mình chứ. Tại vì mình không như ngày xưa nữa, ngày ngày tôi đã bóc hát và tôi tập cái này. Thì thường thường tôi khuyên mọi người và chính tôi, tối thiểu phải tập 2 lần. Sáng dậy mình tập cho người mình tỉnh táo, rồi sau đó buổi tối trước khi đi ngủ mình tập một cái nhẹ nhàng, là để mình có một giấc ngủ ngon. Còn trong ngày thì sự thật ra cái này nó là một môn, nó rất là giản dị, nó không đòi hỏi phải có một cái khoảng cách nào đó, mình có thể đứng một cái khoảng nhỏ, mà tôi nói đùa nhiều, ngay cả là ở trong phòng tắm cũng tập được. Thành ra những cái lúc nào mà buồn ngủ hay là lúc nào chán nản, anh chơi internet nhiều thì đến lúc mà anh cũng phiền đó, thì thay vì anh làm gì, anh ra anh phe phẩy chừng 5-10 phút. Đấy là cái lối tập của tôi, trung bình tối thiểu 2 lần, rất là đàng hoàng, buổi sáng, buổi chiều tối, và ở trong ngày thì tùy lúc. Ngay cả những lúc tôi đi từ Bắc Kinh tôi vào đây, tôi vẫn có thể phe phẩy được. Như bác sĩ có nói là cái sự điều độ và siêng năng, chuyên cần và không đòi hỏi một cái không gian rộng lớn gì cả. Không cần. Cũng không đòi hỏi là phải có những cái thiết bị dụng cụ gì dạ, hết, đúng. Chỉ dùng những cái trong vấn đề những cái cử động của chính trong thân thể của chúng ta, và tùy theo cái sức khỏe của mỗi người, phải không ạ? Và, vì mỗi người mỗi sức khỏe khác. Và xin phép quý vị cho tôi nêu một ý kiến nữa. Tôi rất thú vị nói chuyện với anh Vinh, là tại vì anh đỡ cho tôi những cái điểm mà tôi trong lúc đến đây nó hồi hộp, nó thiếu sót. Mà nhiều khi anh nắm được ngay vấn đề, thành ra rất thú vị. Cảm ơn anh Vinh nhé. Vâng, chúng tôi đã giới thiệu là võ sư có tập luyện về Hapkido, Aikido và Thiếu Lâm cũng như là Thất Sơn. Thì trong những cái môn phái đó, bác sĩ đã rút tỉa ra những cái tinh hoa nào để đưa vào Hoàng Hạc? Dạ thì thưa, việc đầu tiên tôi phải sửa là tôi không tập Aikido. Thì Aikido và Hapkido nó cũng giống nhau vậy thôi, nhưng mà chính thức tôi tập Hapkido là cái môn phái của Đại Hàn, còn Aikido là của Nhật. Thì sự thật ra đó, theo tôi thì con người mà nó giống nhau hết, thì các môn phái đều, mỗi một môn phái họ chú trọng vào một cái lối của con người để họ tập luyện. Nhưng mà nói chung là con người nó là một. Thì tôi lấy những cái điểm mà tôi cảm thấy thú vị, mà nó hợp với cái tinh thần y học nhất đó để tôi làm cái này. Tại vì có nhiều cái điểm mà các môn phái họ tập đó, thì vì họ chuyên cần, họ cố tập những cái độc đáo, thành ra họ đi ngược với cái chuyện của con người. Nó có thể, cho nên có những người
tập nhiều đến lúc về già thì nó hơi lôi thôi trong cơ thể, thì tôi bỏ những cái đó, tôi lấy những cái nào mà hợp lý và nó ăn khớp với con người, nó không phản tác dụng, không phản tác dụng và theo cái con người là tinh thần về cơ thể học của con người. Thứ hai nữa là về sinh lý học của con người thì những cái điểm đó, và bây giờ thì y khoa họ có thêm một cái là chẳng hạn như y khoa về rehab medicine, nó chữa trị nữa, và về physical mấy gì đó, vật cái đó, vật ký trị liệu, thì những cái điểm đó là tôi mới phối hợp lại để cho thành ra một cái môn này nó rất giản dị và nó hợp với con người nhất, dễ dàng ai cũng có thể làm được. Đó. Chứ còn tập võ thì nó đòi hỏi nhiều cái mà có thể tập nó rất là mệt mỏi. Đúng rồi. Và nó tùy cái sức khỏe của mình. Tùy theo sức khỏe của mình. Bác sĩ có nói là cái đang hồi về những cái mạch máu đó. Nó nở ra và nó hoạt động lại, nếu nó có thể nói là bình thường. Đúng, và đúng cái sức đề kháng của mình sẽ có, và đồng thời nó ảnh hưởng tinh thần đó, bởi vì những người lớn tuổi thì lo về Alzheimer. Đúng rồi. Chúng ta thấy là bắt đầu ngoài 50 rồi trí nhớ đúng kém, nhớ kém. 60, 70 là bắt đầu phải lo lắng về cái trí nhớ, và rất nhiều người chúng ta bị lú lẫn Alzheimer. Thì bây giờ chẳng hạn như bây giờ nói thí dụ mà áp dụng vào y học và lấy y học áp dụng vào và dùng những cái luật vật lý, chẳng hạn như nói về cái vấn đề mà trong cái này của tôi có bấm vòng vươn buông, nó nhẹ nhàng, những cái động tác vòng là những cái động tác nhẹ nhàng để tập cái bắp thịt, mà với y học thì cái tập bắp thịt đó thì trong bắp thịt con người mà nói theo mô học thì nó có hai loại fiber, một loại fast fiber twist, một loại slow twist. Thì nếu mà mình tập một cách giản dị thì nó tạo nên được những cái bắp thịt mà cái fiber soft nó dẻo dai, con người nó dẻo dai, mà tập mạnh nó căng mạnh ấy, thì lại tập cái loại fast fiber thì nó tạo nên cái sức khỏe và cái sức nhanh của đánh. Thế tập võ thì thường thường đánh mạnh thì chỉ tập có một cái điểm đó thôi, còn riêng cái này thì tập nhẹ nhàng đó nó tạo được cái sự dẻo dai của bắp thịt, cho nên nó mỏi mà không mệt. Đó, thì cái nguyên tắc của Hoàng Hà chẳng hạn, tôi có bấm vòng vươn buông, thì những cái động tác vòng nó nhẹ nhàng, và những động tác vươn, stretching, reaching, thì nó tập những cái cơ bắp, thì nó là thành phần để tập một cái sức khỏe của bắp thịt, và những cái vòng nhẹ nhàng là tập cái sức dẻo dai của bắp thịt. Thì đấy là áp dụng của y học và áp dụng của cái luật vật lý vào đấy. Thì chúng ta biết rằng cơ bắp chúng ta nếu mà không thể dục thì lâu ngày nó sẽ atrophy, nó sẽ đúng vậy, chết dần đi, và nó ảnh hưởng tới vấn đề neuro đúng rồi. Health, và nó ảnh hưởng tới kể cả trí nhớ và cái trí tuệ và tinh thần. Đúng, và khi mà lớn tuổi thì mình hay nói một câu là lực bất tòng tâm. Thì anh muốn làm mà bắp thịt nó không cho phép anh làm, thì bây giờ mình tập để cho nó tòng. Cho nên là cái lối tập của tôi là để cho nó phối hợp từ cái tâm ý và cái vận chuyển của cơ thể và của cái khí lực trong người, thành ba cái điểm đó, tâm, thân, thở, nó phối hợp với nhau để mình bắt lực tòng tâm cho đến lúc mình chết. Đấy, chứ không phải là cái chuyện mà lớn tuổi mình lực bất tòng tâm, các cụ hay than như vậy. Thì bây giờ mình tập để cho nó phối hợp ba điểm đó với nhau, tâm, thân, thở nó ăn khớp với nhau, thì tinh thần nó nằm trong một tình trạng thoải mái nhất, là đầu óc nó được tĩnh lặng, thanh thản và enjoy cuộc đời. Đó là những cái điểm rất là quan trọng, thoải mái, thanh thản và sảng khoái nữa. Sảng khoái, đúng. Tôi bảo tôi phải nói chuyện với anh là vậy đó, đúng. Dopamine, những cái good, những cái endorphin, đúng, từ trong cơ bắp mà nó sản xuất ra và nó tạo cho những cái đúng, cái sảng khoái đó là cho đúng, cái sức khỏe. Đúng, sảng khoái, đúng. Thành tôi bảo tôi thú vị nói chuyện như vậy mà. Tôi lại học được chữ sảng khoái. Yeah. Vâng. Còn 5 phút còn lại thì xin bác sĩ nói thêm về vấn đề khí lực. Mình tập cái khí công đã có khí lực, và nhất là trong cái bệnh COVID này đó, và nó attack, nó tấn công cái đường hô hấp, và cái khí lực của mình nó chống trả như thế nào? Thì cái khí lực là mình nói chung ra đó, bây giờ nói giản dị cho mình hiểu là cái nguồn nội lực, là cái internal energy của con người. Mà cái energy, cái nội, cái lực của mình tốt, mình chỉ nói chữ lực thôi, nhưng mà nó là cái năng lượng, đúng không ạ? Thế cái nguồn năng lượng trong cơ thể mình nó tốt thì mình chống trả được mọi chuyện. Thế còn riêng cái lối tập này thì nó có những cái động tác. Thế bây giờ chẳng hạn như thế này, tôi tập những cái động tác tôi tập chậm,
Bây giờ chẳng hạn một trong những động tác trong ngồi tôi vẫn làm được, nó phối hợp là một cái động tác, thí dụ tôi giang tay ra vươn ở đây, tôi buông lỏng, thấy không? Thì khi mà tôi giang tay ra thì cái phổi nó, cái lồng ngực nó mở ra, cái khoảnh cách mô nó giảm xuống thì cái khí nó vào, thế không khí nó vào mà tôi đi chậm ấy, thì nó nhiều thì giờ nó vào thì cái nó lấy được nhiều, phổi nó nở ra. Và cuối cùng tôi vươn cái ngực ra nó mở thêm cái phần này, là cái phổi tôi lấy nhiều hơn anh đang ngồi không. Đó, thì cái lúc đó thì tôi tập nói về lập khí công đó, thì tôi đứng cái lúc đó tôi vươn thì là hơi nó đầy, nó nín hơi, thì cái sức lực của tôi nó sẽ đè vào đan điền đúng như cái luật về tập khí công mà đứng. Rồi tôi buông ra chẳng hạn, tôi buông lỏng, thì trong cái lúc mà tôi buông lỏng ra đó thì đầu óc tôi rất tĩnh lặng, trong lúc tôi làm tôi không có để ý gì hết, và cái hơi thở từ từ nó ra, nó ép dần cái phổi lại, hơi thở nó ra, thành ra mỗi một động tác thì cái phổi tôi mở rất lớn và những cái cuống phổi nó được thông suốt, những cái phế nang nhỏ nó được mở ra. Thì mỗi ngày tôi tập như vậy thì cái phổi của tôi nó chắc chắn, tôi nghĩ rằng nó tốt đó. Thì tất cả bất kỳ cơ quan nào mà được dưỡng khí, nuôi dưỡng thì nó sẽ tốt. Thế thì bây giờ nói theo y học thì trong cuộc đời tôi đi làm cái nghề y khoa và tôi thấy một điểm, tất cả những cái người bệnh phổi là thường thường bị ở trên cái lốp ở trên này không, ít khi bị dưới này lắm, đúng không ạ? Thế thì tại sao? Thì tôi nghĩ rõ ràng cái phổi mình đó, y học nó chứng minh, nó nói rằng cái phổi mình nếu mà phân chia ra cái kiểu thở nó có 3 phần. Cái phần dưới này nó mở nhiều nhất, nó lấy dưỡng khí nhiều nhất, và phần này mở rất ít, bởi vì nó cái xương đây nó mở ít cho nên là yếu nhất. Thế nếu mà tôi tập hàng ngày như vậy thì nó tốt, thành ra cái phổi nó tốt. Thì đấy là một cái điều mình cứ nghĩ như vậy đi. Và trong những cái lúc tập đó thì nó nhiều động tác tập, thì những cái vụ đó thì tôi đã nén hơi và tôi đã truyền cho tôi một cái nguồn năng lượng nội tại nó rất là mạnh rồi, thành ra cái cơ thể, cái sức chống trả của tôi nó tốt. Ngoại trừ hồi nãy mình đã nói là nó tạo lên những cái neurotransmitter, nó tạo lên những cái thứ để chống trả bệnh, thì cái đó đấy là vấn đề khác nữa. Nhưng mà nội cái mình suy nghĩ, cái lực của mình mạnh là mình chống được rồi, nó cũng tốt cho mình. Mà hy vọng là như vậy. Vâng. Cái điểm rất đẹp ấy là tất cả những cụ ở trong Hoàng Hạc đó, gọi là các cụ, tại vì phần đông tôi chưa thấy một cụ nào nói rằng bị cảm cúm dịch bệnh trong cái mùa này hết. Đó, hy vọng là không bao giờ bị nữa. Điều đó cũng ra đáng mừng. Thứ nhất là quý vị cao niên chắc chắn phải bảo vệ sức khỏe của mình tối đa, và thời gian mình có, nhưng mà cái sự tập luyện nó sẽ cho mình thêm sức khỏe và thời gian và cái sự hạnh phúc sống với con cháu. Dạ đúng rồi. Có sức khỏe, bây giờ có nhiều người rất là ngại không giữ con giữ cháu được vì sợ chúng em nó nhiễm mình. Và người trẻ thì ít để ý sức khỏe họ ý. Thật ra như là Covid này thì ảnh hưởng với người lớn tuổi và những người sức khỏe đã yếu rồi, tiểu đường hay là bị những cái bệnh viêm khác nhau thì nó làm cho sức khỏe mình đã bị giảm đi rồi, sa sút rồi, thì khó để mà chống cự lại khi có những bệnh virus bên ngoài đưa vào. Thành ra quý vị nên siêng năng tập luyện, và một ít thời gian nó sẽ cho quý vị thêm tuổi thọ và thêm sức khỏe và thêm tinh thần sảng khoái. Đó là những cái điều chúng tôi xin gửi gắm hôm nay. Còn đôi ba phút xin bác sĩ có những đôi lời nhắn nhủ với, trước là những vị cao niên, những cụ đang tập luyện trong môn sinh của trường phái thể dục khí công Hoàng Hạc, và bác sĩ Phạm Gia Cổn đã chia sẻ hết với chúng ta rất là nhiều những cái tinh hoa của Đông y và Tây y đã phối hợp, và ông đã rút tỉa ra những cái tinh hoa đó và chuyển đạt lại cho chúng ta. Và hy vọng rằng sẽ có dịp mời bác sĩ nói tiếp thêm sau khi chúng ta chiếu được một số clip, xin mời quý vị xem và có thể liên lạc về với bác sĩ Phạm Gia Cổn. Xin bác sĩ có đôi lời kết thúc hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đối với quý vị đang bỏ thì giờ coi và nghe anh em chúng tôi nói chuyện, thì tóm tắt đó, là cái vấn đề sức khỏe là chỉ có mình lo cho mình là tốt nhất. Thì cái quan trọng của Hoàng Hạc
và cái con người tập luyện thì chúng tôi có mấy câu như thế này: quả dục thanh tâm, tinh nghiên chuyên luyện. Là mình không có mong mỏi là mình làm đạt được một cái điều gì hết, mình cứ làm thôi, bỏ cái lòng mong mỏi đó đi. Thanh tâm thì mình tập đầu óc mình trong sáng, tâm trí mình thanh thản trong sáng. Tinh nghiên thì là quý vị nghiên cứu hiểu cho rõ, thì tôi cũng cố tình tôi giải thích được nhiều. Và chuyên luyện, cái điều quan trọng nhất là chuyên cần luyện tập. Thì tôi mong rằng và khuyến khích quý vị là nên ít nhiều gì cũng nên tập luyện. Và tôi nói rằng cái này giản dị phe phẩy một chút cho nó khỏe, không nở chiều ngang thì nở chiều dài. Và riêng có những vị mà tập hoàng hạc với tôi thì tôi cũng cảm ơn quý vị trong cái thời gian qua đã cùng sát cánh với tôi tập luyện và giúp để phát triển ra cái này, để giúp người, giúp đời. Thì cũng mong rằng chúc tất cả quý vị có đầy đủ sức khỏe, tinh thần vui tươi để chống trả cái cơn đại dịch này, và mình sẽ sinh hoạt lại bình thường với nhau như ngày xưa. Cảm ơn bác sĩ Phạm Gia Cổn để thời giờ lên chương trình với Đỗ Vinh hôm nay. Và hy vọng sẽ mời lại bác sĩ vài tuần lễ nữa. Hy vọng tình trạng đại dịch nó sẽ giảm bớt đi. Nhưng mà chúng tôi vẫn khuyến khích quý vị hãy tập luyện, giữ gìn sức khỏe và giữ tinh thần sảng khoái, thì tránh đi được những Alzheimer, những bệnh lú lẫn hay là trầm cảm. Đều rất là quan trọng. Ngoài vấn đề sức khỏe thể chất, còn sức khỏe tinh thần rất là quan trọng. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Phạm Gia Cổn. Thank you. Xin hẹn quý vị chương trình tới. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.